hài lòng với sản phẩm đấy chú. Rồi, quá hài lòng. Quá hài lòng. Tốt. Dạ, con cảm ơn chú. Anh cảm nhận thấy cái cửa này nó như thế nào anh? Được. Mình đi lần này lần thứ 3 nhưng mà khả năng là thế. Ngon đấy. Lần thứ 3 hàng nhập khẩu ra. Lần thứ 3 anh thay cửa. Vâng, và đây cửa cuối cùng là thứ 3 luôn đấy. Cửa cuối cùng anh đã chọn là cửa Nga. Sau 3 lần dùng cửa nhái. Bác sau khi bác lắp xong thì bác thấy cửa em ngon không? À, nói chung là anh nhìn thấy là đẹp, hợp lý. Xe của trong Hà Tĩnh nó nắp chìm ở đâu cơ, nó không có đủ nổi này. Ở chế. Bắt đầu quay đấy. Cái này là cái thứ ba, cái cuối cùng. Cái cuối cùng của anh ạ. Đúng rồi. Rất thêm mà đúng không? Nó không như ra cái kia. Đúng rồi. Để nhà hơn. Anh cảm nhận thấy cái cửa này nó như thế nào anh? Được. Mình đi lần này lần thứ 3 nhưng mà khả năng là thế. Ngon đấy. Lần thứ 3 hàng nhập khẩu ra. Lần thứ 3 anh thay cửa. Vâng, và đây cửa cuối cùng là thứ 3 luôn đấy. Cửa cuối cùng anh đã chọn là cửa Nga. Sau 3 lần dùng cửa nhái. Mấy ông Việt Nam nó chán quá lắm. Toàn vênh vẹo không. Nghe tiếng cửa rất êm luôn. Đó, cửa. Cửa tự động Croco chính hãng Ador Liên bang Nga, cửa vào rất khít. Bộ cửa nhập khẩu Nga này thì tất cả đều giữ lại ngoằm khóa zin nguyên bản nên là cửa vào rất là khít và không bị kêu khi đi vào đường sóc các bác nhé. Trên táp lô còn có một cái nút ấn rất là tiện. Cảm biến xung lực đa điểm trên toàn bộ cánh cửa, khi gặp vật cản sẽ đẩy lại ngược chiều.